Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của công ty Lugasa. Thì hôm nay thì Lugasa sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm rất là mới. Hiện tại thì Lugasa đang phân phối chính hãng, đó là thương hiệu Lumilat. Lumilat là một thương hiệu thủy tinh của tập đoàn ARC International. Đây là một cái thương hiệu của Pháp. Lumilat thì của tập đoàn ARC International được thành lập vào những năm 1825. Đây là một tập đoàn có thời gian lịch sử phát triển là 193 năm, đứng đầu trên thế giới về các sản phẩm về thủy tinh gia dụng. Đây là một cái tập đoàn chuyên sản xuất và phân phối cái dòng thương hiệu Lumilat này. Thì hiện tại ở Việt Nam thì Lumilat thì đã có tuổi đời khá lâu rồi. Thì hiện tại Lugasa đang phân phối cái dòng sản phẩm này. Hiện tại á, thì Lumilat đang có mặt trên khoảng 160 quốc gia trên toàn thế giới. Và chúng ta có bên Lumilat có nhà máy ở 5 châu lục chuyên sản xuất các dòng sản phẩm này. Ví dụ chúng ta có sản xuất tại Pháp, tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, chúng ta có sản xuất ở Mỹ, ở Nga, ở Trung Quốc. Đây là những cái thị trường mà những cái thị trường mà Lumilat đang đặt các nhà máy để sản xuất. Chúng ta thấy đây, hôm nay thì Lugasa sẽ giới thiệu cho các bạn về chung quy về các sản phẩm của Lumilat thôi. Lumilat thì dùng đặc biệt dùng trong phục vụ trong nhà bếp hoặc trong các bàn ăn trong gia đình. Hiện tại thì Lumilat đang có rất là nhiều các dòng sản phẩm như nồi thủy tinh. Đây chúng ta thấy là nồi thủy tinh, ba nồi thủy tinh. Chúng ta có thêm bộ bình ly, bộ ly, hộp hoặc là hũ thủy tinh. Chúng ta có tô, chén, đĩa. Chúng ta thấy đây, chúng ta có ba Lumilat, chúng ta sẽ có ba dòng nồi. Dòng trên cùng là dòng nồi là được tên là Chianon. Dòng thứ hai là dòng có tên là Gazalit và dòng thứ ba có tên là Blooming. Đây là ba dòng chính của nồi thủy tinh Lumilat. Chúng ta sẽ giới thiệu về ba dòng này. Chúng ta đều thấy có chữ Vitro ở đây. Vitro. Vitro là gì? Thứ nhất là Lumilat được làm bằng thủy tinh. Tuy nhiên thủy tinh này có rất nhiều loại. Hiện tại thì tất cả dòng nồi của Lumilat đều được làm bằng cái thủy tinh có chữ Vitro này. Vitro này là một loại thủy tinh độc quyền của tập đoàn ARC International. Chúng ta sẽ có thường chúng ta sẽ có hai màu, màu trắng là màu hổ phách, màu hổ phách này là màu đang thấy đây. Vitro này có tên chi tiết là Vitro Ceramic. Đây là một loại chất liệu gốm thủy tinh tự nhiên tinh khiết, đặc biệt có độ bền và khả năng kháng nhiệt cao. Đặc biệt cái loại thủy tinh Vitro này thì được cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA sử dụng để thiết kế các lớp vỏ bọc bên ngoài cho phi thuyền con thoi. Thêm nữa là cái vật liệu Vitro Ceramic này chúng ta còn có thể được dùng để vỏ bọc cho tên lửa phòng không trong quân sự. Đây là một loại thủy tinh tuyệt đối là không có những cái lỗ nhỏ li ti, không bám mùi, rất là dễ lau chùi rửa và chịu được nhiệt độ cao, rất là cứng. Chúng ta có thể dùng cái loại nồi này trực tiếp trên các loại bếp khác nhau. Ví dụ chúng ta dùng được cho lò vi sóng, lò nướng, máy rửa chén, bếp ga, bếp điện. Chúng ta có thể dùng trong ngăn đông hoặc ngăn mát. Đặc biệt của cái dòng thủy tinh Vitro này thì chúng ta sẽ thấy rằng có thể giữ được tốt hương vị tự nhiên của thực phẩm, tức là thực phẩm của ta sẽ được giữ lại cái hương vị vốn có của nó mà không bị ám qua những cái mùi khác. Và có một điều rất quan trọng, đó là cái dòng Vitro này chúng ta có thể dùng được để ở trong cái nhiệt độ mà cái nồi có thể chịu đựng được là âm đến 35 độ và có thể ra nhiệt cao nhất đến 800 độ C. Và cái dòng Vitro có thể chịu sốc nhiệt được tối đa là 450 độ. Chịu sốc nhiệt tức là nhiệt độ thay đổi đột ngột.
Ví dụ chúng ta đang để trong tủ lạnh, tủ đông có nhiệt độ âm khoảng 10 đi. Nhưng khi chúng ta mà đẩy qua lò vi sóng, chúng ta cầm ra chúng ta cho vào lò vi sóng ngay thì nhiệt độ sẽ bị thay đổi đột ngột. Đó, nhiệt độ này thì dòng Vitro sẽ chịu đựng được là 450 độ C. Hiện tại thì như chúng ta đã biết đấy là Luminat có 3 dòng chúng ta vừa nói. Đây là dòng Xeon, đây là dòng Zalit, đây là dòng Roaming. Ngoài lời thủy tinh ra, hiện tại thì Nucosa đang phân phối tất cả các dòng Luminat như là bộ bình ly thủy tinh, ly và bộ ly thủy tinh, bình nước thủy tinh, hũ hộp thủy tinh và tô chén đĩa. Tất cả các sản phẩm này đều là chính hãng của Luminat. Thì các bạn cần mua giá rẻ nhất thì các bạn, hoặc là các bạn cần mua dự án cho quà tặng thì các bạn liên hệ trực tiếp với Nucosa qua tổng đài 028 3765 8579, di động là 0909 886 183. Hoặc các bạn đặc biệt các bạn mua dự án lớn với số lượng lớn, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua email là lucasa@lucasa.vn. Lucasa sẽ báo giá tốt nhất dựa vào số lượng các bạn cần mua cho dự án đó. Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu về một cái lò thủy tinh cũng thuộc dòng Blooming Amber. Đây là dòng hơi khác so với hai dòng còn lại của Luminat, đó là dòng Xeon và dòng Zalit. Dòng Blooming chúng ta đều có được sản xuất tại Pháp nha. Cái nguyên liệu chất liệu của cái lồi là bằng thủy tinh, gốm thủy tinh Vitro. Sản phẩm này chúng ta có cái mã là 5 lít, có cái model là G0886, dung tích là 5 lít. Sản phẩm của chúng ta cho như thế, nhiệt độ thấp nhất chúng ta có thể cái lồi có thể chịu đựng được là âm 40 độ C và cao nhất là 800 độ C, và cái khả năng chịu sốc nhiệt là 450 độ. Sốc nhiệt tức là nhiệt độ thay đổi đột ngột. Ví dụ chúng ta để trong tủ lạnh, chúng ta mang ra, chúng ta cho vào cái lò vi sóng hay lò nướng luôn thì nhiệt độ sẽ thay đổi đột ngột, thì cái mức nhiệt độ có thể chịu được là 450 độ. Rồi, chúng ta xem đây, xung quanh bao bì, sợi bao bì của sản phẩm rất là đẹp. Đây là các thông tin. Đây, sản phẩm của chúng ta bảo hành chính hãng là 10 năm. Rồi, cái model Blooming G0886 hiện tại Nucosa đang bán với giá là 1.299.000. Đây là mức giá tham khảo cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể truy cập vào website lucasa.vn hoặc điện thoại 028 3765 8579, di động là 0909 886 183. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm ra để xem chi tiết về cái lồi thủy tinh. Đây là cái lắp nhá. Lồi của chúng ta có dung tích là 5 lít thì khá là to. Rồi là đi kèm với máy là cái phiếu bảo hành. Sản phẩm của chúng ta là bảo hành chính hãng là 15. Các bạn lưu ý rằng thì được lát này chúng ta sẽ nói chi tiết về vấn đề bảo hành. Trước mặt chúng ta là cái lồi thủy tinh Blooming có thương hiệu Luminat, có cái logo đây, nguyên liệu là Vitro đây. Đặc điểm của dòng Blooming của chúng ta là sẽ chống trơn hết nhá. Các bạn có thấy rằng toàn bộ cái thân của cái lồi là chống trơn ở phía đáy, là vậy đấy, chống trơn luôn, không có bất kỳ một hoa văn hay một cái nhám gì cả. Ở trong lồi chúng ta sẽ thấy nó khác với những dòng khác, nó có hai cái lớp ngấn ở đây, nó có ngấn ở đây, nó không phải là một ngấn mà là có ngấn trong, ngấn ngoài. Mục đích của chúng ta là khi chúng ta để cái vung này vô thì nó sẽ nằm gọn bên trong đó, các bạn thấy nó nằm gọn bên trong luôn, nó không có thừa ra ngoài.
để trong trường hợp chúng ta tránh việc chống trào thức ăn trong khi chúng ta nấu. Đây có ba cái g này để hỗ trợ việc chống trào. Cái lắp của chúng ta sẽ được có tay cầm này, được đúc nguyên khối cùng với cái hết cái lắp này luôn. Xe bằng chúng ta là sản xuất tại Pháp nên tất cả đều có in made in France ở đây. Đây chúng ta thấy đây, chúng ta có made in France ở đây. Rồi ở bên đây cũng vậy, hai tay cầm khá là to, làm trượt dài ra rất là dễ cầm nắm. Chúng ta sẽ thấy cũng có made in France ở trên đây. Đây đây cũng có đó, made in France ở trên đây. Cái lò thủy tinh của Luminat được chất liệu là tự nhiên tinh khiết vitro ceramic của chúng ta, được sử dụng được trong nồi vi sóng, nồi nướng, máy rửa chén, bếp ga, bếp điện, tủ đông, tủ mát. Rồi sản phẩm của chúng ta được bảo hành chính hãng là 10 năm. Các bạn lưu ý có một đặc điểm rất quan trọng. Sản phẩm của chúng ta bảo hành chính hãng 10 năm cho phần thân thôi nhé. Phần thân này chúng ta bảo hành 10 năm. Tuy nhiên cái lắp này thì chúng ta không được bảo hành. Một đặc điểm nữa chúng ta nên lưu ý rằng cái lắp của cái lò thủy tinh của Lô Minh này chúng ta là không có khả năng chịu sốc nhiệt. Toàn bộ các thông tin bảo hành thì các bạn thấy đây, chứng bảo hành đều có hết, cũng như hướng dẫn sử dụng. Các bạn hãy xem qua đây. Đó. Rồi cái model lò thủy tinh Luminat 5 lít Lô Minh này là có mã là J0086. Lugasa đang bán là 1.299.000. Các bạn cần đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với website lugasa.vn hoặc điện thoại 028 3765 8579, di động là 0909 86 183. Lugasa đang là đại lý phân phối tất cả các sản phẩm của Luminat. Nếu các bạn cần mua dự án cho bất kỳ sản phẩm nào cùng hoặc là cả các nồi thủy tinh thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua email là lugasa@lugasa.vn để có mức giá hỗ trợ tốt nhất cho các dự án quà tặng các bạn cần đang chạy chương trình. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào. We'll be right back.